Tướng lĩnh Sài Gòn tự thuật, tác giả Lê Đại Anh Kiệt, giọng đọc Hải Yến. Xuân Lộc. Qua đến ngày 4 của cuộc chiến, Lữ đoàn 1 dù gồm các tiểu đoàn 1, 2, 8, 9 và tiểu đoàn pháo binh dù mới từ miền Trung về, được lệnh tăng cường cho Xuân Lộc. Tất cả trực thăng của hai trung đoàn 3, 4 không quân gồm hàng trăm trực thăng bán phản lực HU-1B đã thả hơn 2.000 quân dù từ tràng bom vào trận địa. Các pháo đội dù cũng được trực thăng Chinook chuyển vận đến Bộ Chỉ huy hành quân dù đóng kế Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh. Hai tiểu đoàn dù đầu tiên đã nhảy xuống đồn địch để chiếm lại Bảo Định, chiếm lại quốc lộ 1, nơi hai trung đoàn thuộc công trường 6 Bắc Việt đang tập trung tấn công Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh tại Tân Phong. Một tiểu đoàn dù khác nhảy xuống chiếm lại khu vực vườn cây của cố thống tướng Lê Văn Tị. Ngoài ra, các tiểu đoàn khác nhảy vào Xuân Lộc để giải vây cho các tiểu đoàn địa phương quân và Bộ Chỉ huy tiểu khu Long Khánh. Tại ngã ba Dầu Dây, Cộng sản Bắc Việt cũng đồng loạt tấn công chiến đoàn 52 bộ binh từ ngày 12 tháng 4 năm 1975 bằng biển người và tăng pháo. Lần lượt các tiền đồn, phòng tuyến của trung đoàn 52 bộ binh từ Kiệm Tân về tới ấp Phan Bội Châu trên quốc lộ 20 bị tràn ngập. Cuộc chiến trở nên ác liệt và đẫm máu đã xảy ra chiều ngày 15 tháng 4 năm 1975, ngay tại xã Dầu Dây, ngã ba hai quốc lộ 120, giữa chiến đoàn 52 bộ binh, gồm trung đoàn 52, lữ đoàn 3 thiết kỵ, các lực lượng địa phương quân Kiệm Tân, Long Khánh, tổng cộng gom lại 2.000 người, và binh đoàn 4 Cộng sản Bắc Việt, trong đó có sư đoàn tổng trừ bị của Hà Nội 341, vừa từ Thanh Hóa vào, do Trần Văn Trà vừa thay thế Hoàng Cầm chỉ huy, đã cho ứng dụng chiến thuật biển người. Chiến đoàn 52 bộ binh cuối cùng đã tan hàng vào đêm 15 tháng 4 năm 1975. Tất cả pháo binh, thiết giáp, người đều bị Cộng sản Bắc Việt hủy diệt sau mấy ngày đêm cầm cự. 9 giờ đêm đó, khi chiếc hầm chỉ huy của chiến đoàn bị sập, đại tá chiến đoàn trưởng mới cho rút quân. Theo ông chỉ còn 200 người sống sót. Trong cuộc phỏng vấn của nhà văn Phạm Huấn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoàn 3 đã cho biết, sau khi trình Bộ Tổng tham mưu, ông đã ra lệnh cho không quân sử dụng hai trái bom Daisy Cutter tại ngã ba Dầu Dây trong đêm 15 tháng 4 năm 1975 vào vùng tập trung quân của Bắc Việt ngay khi chiến đoàn 52 bộ binh bị tan hàng. 10 giờ sáng ngày 20 tháng 4 năm 1975, lệnh bỏ Long Khánh được ban hành bởi Tư lệnh Sư đoàn 18 bộ binh. Tất cả lực lượng tại đây dùng liên tỉnh lộ 2 xuất phát từ Tân Phong, Long Giao về Phước Tuy với 3 cánh quân Sư đoàn 18 bộ binh, tiểu khu Long Khánh và địa phương quân, Lữ đoàn dù và tiểu đoàn 3 pháo binh dù. Trong cuộc rút quân này, Lữ đoàn dù bị thiệt thòi và chịu số phận bi đát nhất. Vì là đơn vị đi đoạn hậu, họ phải chống trả Cộng sản Bắc Việt. Hai bên còn đang giao tranh ác liệt tại Bảo Định thì 7 giờ tối ngày 20 tháng 4 năm 1975 có lệnh rút quân, trong khi các thương binh và tử thi lính Việt Nam Cộng Hòa chưa được di tản. Nhưng tất cả đành phải bỏ lại như năm nào tại Hạ Lào. Bởi vì đối với người còn sống, đoạn đường đầy xác lính Việt Nam Cộng Hòa hơn 4 km trong rừng cao su đen nghịt để ra quốc lộ 1 là các cửa địa ngục phải vượt qua. Tất cả thảm trạng trên đều là những oan khiên bi thảm của người lính Việt Nam Cộng Hòa mà ít ai biết đến. Mấy chục cây số đường rừng bị bỏ hoang trên liên tỉnh lộ 2 từ Tân Phong đến Đức Thành, Long Lễ và Bà Rịa không phải là chuyện bình thường của một đoàn quân có dân chúng lẫn lộn. Bởi vậy, ngay trong đêm rút quân 20 tháng 4 năm 1975, Đại tá Phạm Văn Phúc và Trung tá Lê Quang Định, tiểu khu trưởng và tiểu khu phó tiểu khu Long Khánh,
đã bị tử thương vì nhiều loạt B-40 của Cộng sản Bắc Việt bắn xả vào đoàn quân đang di chuyển. Lữ đoàn một dù rút sau cùng, chỉ riêng tiểu đoàn 3 pháo binh được di chuyển trên đường lộ. Với đại đội trinh sát dù, các tiểu đoàn tác chiến đều mở đường bọc sâu trong rừng. 4 giờ sáng 21 tháng 4 1975, tại ấp Suối Cá gần ranh giới Long Khánh, Phước Tuy, tiểu đoàn 3 dù đã bị hai tiểu đoàn Cộng sản Bắc Việt phục kích. Pháo đội C và trung đội trinh sát bảo vệ hầu hết đều bị thương vong trước biển người tấn công. Cánh quân đi đầu của tiểu đoàn 9 dù cũng đụng độ nặng với Cộng sản Bắc Việt tại thung lũng Gia Rai, dưới chân núi Cam Tiên. Vậy là cánh cửa thép cửa ngõ phía đông Sài Gòn đã bị đập tan, làm rung chuyển cả hệ thống phòng thủ còn lại của địch ở xung quanh Sài Gòn, làm suy sụp nhanh thêm tinh thần chiến đấu của quân địch, tạo ra một địa bàn tập kết thuận lợi cho các binh đoàn chủ lực tiến công vào Sài Gòn từ hướng đông, một thế trận mới rất có lợi cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.